Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay Đầu tiên hết là phần tin quốc tế Tân Tổng thống của Brazil Ông Lula đã lên tiếng đề nghị Là tổ chức cái hội nghị Của Liên Hiệp Quốc về khí hậu toàn cầu Tại Brazil và ở khu rừng Amazon Bản tin mới nhất cho biết Thì ông Tổng thống của Brazil Tân Tổng thống là ông luiz Ignacio Lula Da Silva đã nhận được Một cái lời đón chào được xem là ấm áp Từ cái hội nghị COP27 Tại Ai Cập vào ngày thứ tư nơi mà ông cam cam kết rằng sẽ tiếp tục à, à, thúc đẩy cái việc bảo vệ cho khu vực rừng quốc gia là Amazon vừa lúc mà có cơn khủng hoảng về khí hậu trên toàn cầu và đề nghị là sẽ tổ chức cái cuộc à, nói chuyện về khí hậu toàn cầu của Liên quốc tại Brazil. Tôi tới đây để nói với tất cả mọi người là Brazil họ là một cái à, sân sâu của thế giới. Ông đã lên tiếng phát biểu như trên khi mà kêu gọi các à, quốc gia là bảo vệ cho khu vực rừng Amazon vốn là một nhân vật được xem là cực tả ông ta đã ta thắng được cái nhiệm kỳ thứ ba vào tháng trước và ông Lula nói, nói rằng ông sẽ biến Brazil trở thành cái nơi tổ chức hội nghị COP30 năm 2025 và sẽ tiếp tục để bảo vệ cho cái khu rừng Amazon được xem là khu rừng lớn nhất thế giới nơi được xem là đang có cái cơn khủng hoảng về năng lượng quốc gia này cho biết là sẽ tổ chức đã từng tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh của liên quốc năm 2019 à, cho tới khi mà người tiền nhiệm của ông Lula là ông à, Bolsonaro đã từ chối và không có tham gia vào cái hội nghị về khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên nay thì à, Brazil với cái vị tân tổ thủ tướng tổng thống mới thì ông ta lại thúc đẩy cái chính sách về khí hậu toàn cầu. Brazil từ năm 1992 đã lên tiếng và báo động với cộng đồng quốc tế về tình trạng môi trường tại đây, đặc biệt là khu vườn Amazon, nơi được xem là cần sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế. Và ông ta, ông Lula đã chọn tham gia vào cái hội nghị COP27 để tập trung vào vấn đề mà ông ta cho rằng là cần phải có một cái cuộc thảo luận để có thể bảo vệ cái tình trạng khí hậu toàn cầu đang bị hâm nóng và hàng trăm người đã có mặt ở trong một cái à, à, hội trường và đã lên tiếng và đón chào ông Lula với tiếng gọi là Lula, Lula. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái đã quy trách nhiệm cho Iran về t việc mà tấn công bằng tròn chúng vào một chiếc tàu chở dầu ở trên vùng biển Oman. À, bản tin mới nhất cho biết là do Thái đã quy trách nhiệm vào ngày thứ tư cho Iran về việc mà một cái drone đã bắn trúng vào một chiếc tàu chở dầu do một công ty do của do Thái làm chủ à, di chuyển ở trên vùng biển Oman. À, bản tin mới nhất cho biết thì chiếc tàu có tên là Pacific Zircon đã bị bắn trúng bởi à, À, một cái à, một cái hỏa tiễn một cái hỏa tiễn của từ Tron à, và nằm cách cái bờ biển của Oman khoảng 150 dặm vào ngày 15 tây tháng 11 vừa qua và cái công ty có trụ sở đã đặt tại Singapore này à, đã điều hành với cái sự điều hành của do thái và vẫn vẫn chưa biết là có cái tình trạng mà dầu bị chảy ra ở trên cái à, mặt biển hay không. Hiện nay thì đã có một số những cái hư hỏng nhẹ bởi chiếc tàu bởi vì trúng vào một cái Tron à, đó là lời phát biểu của phía à, đại diện của công ty này đưa ra chiếc tàu này đang chở 42.000 tấn khí đốt thiên nhiên, à, đáng lý là phải à, đưa tới Buenos Aires ở tại à, ở Argentina và theo tường trình của người đồng sáng lập của cái trang gọi là tankertrackers.com cho biết là chiếc tàu này là chiếc tàu chở khí đốt và trong đó thì à, nơi à, đây cũng gần khu vực ở Bahrain nơi mà Hoa Kỳ đang có một cái căn cứ của đệ ngũ hạm đội và nói rằng họ đang ta tìm hiểu về biến cố này. À, đặc trách về vấn đề gọi là hàng hải màu dịch của Anh lên tiếng và nói rằng họ cũng đang quan sát về tình trạng này. Trong khi đó thì một viên chức của do Thái nói với hãng thông tấn AFP là cuộc tấn công vào tàu dầu này là hành động khiêu khích của Iran và rõ ràng đang khiến cho gây ra một cái môi trường tai hại trước khi mà có cái giải World Cup diễn ra tại Qatar vào ngày chủ nhật và trong đó. Viên chức này dấu tên cho biết cuộc tấn công này được thực hiện cùng à, giống như cái drone trước đây mà phiên à, Iran đã bán cho Nga để sử dụng trong cái chiến trường của Ukraine, nó gọi là Shahed-136. Viên chức này cho biết như trên, đây là một biến cố mới nhất diễn ra ở tại khu vực ở à, à, Trung Đông vào à, ngày hôm nay. Cùng một lượt thì à, à, ông à, Ngoại trưởng của anh đã lên tiếng và nói rằng ông ta không thảo luận với à, Hoa Kỳ về vấn đề gọi là US Trade Deal, đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. À, và bên cạnh đó thì, à, xin lỗi quý vị, à, để tôi gần, mở cái này lên, ok. Rồi tiếp tục bản tin kế tiếp là phần tin từ Hoa Kỳ. Ông Elon Musk cho biết là đã có những cái à, đêm không ngủ để à, thực hiện cái việc mà gọi là mua lại công ty Twitter và trong đó thì gần như là à, đây được xem là gây lo ngại cho các nhà đầu tư Trước đây, năm 2018, ông Elon Musk đã phải ngủ đêm và làm việc ở tại công ty Tesla ở tại California và Nevada giữa lúc mà công ty này đang nỗ lực để mà sản xuất cái loại xe Model 3 của Tesla. Và trong ngày thứ hai, ông Elon Musk cho biết ông đang làm việc với lại công ty Twitter ở San Francisco tại headquarter công ty này và gần như ngủ và làm việc tại đây cho tới khi nào mà ông ta nói rằng là cái trang mạng xã hội này có thể được điều chỉnh và sau khi ông mua với lại giá 44 tỷ Mỹ Kim với tình trạng gọi là tự quản lý ông Musk đã phải làm việc nhiều giờ đồng hồ trong cái cơn khủng hoảng của công ty mới mà ông vừa mới mua sau khi mà công ty này đã xảy ra một loạt những cái biến cố bao gồm những cái trương mục giả sau khi mà ông đặt cái nút blue check và Tesla đã bây giờ đã đi vào trong cái thờ thành và quỹ đạo và hoạt động tốt tuy nhiên chúng tôi rất lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông Elon Musk khi mà ông đã làm việc thâu đêm để mà có thể điều chỉnh công ty Twitter và công ty trader đã là một công ty mà khiến cho nhiều người phải lo lắng. Đây được xem là một trong những cái bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của công ty trader ngay sau khi mà ông Elmer đã tu mua lại cái công ty này. Đây là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Biden đã yêu cầu 9.25 tỷ Mỹ kim để đối phó với tình trạng Covid và 37.7 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ cho Ukraine từ phía của Quốc hội. Chính quyền của Joe Biden đã yêu cầu quốc hội cung cấp thêm một ngân sách là 9.25 tỷ Mỹ Kim để chống lại đại dịch COVID-19 và thêm 37.7 tỷ Mỹ Kim để ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga là một phần trong cái ngân sách mà ông ta yêu cầu theo tường trình của các viên chức đưa ra vào ngày thứ ba chính quyền này đồng thời cũng yêu cầu có thêm số tiền 750 triệu mỹ kim để chống lại các cái tầm ảnh hưởng của dịch bệnh và tìm kiếm thêm ra số tiền để có thể giải quyết và ngăn chặn những cái đại dịch đến từ thiên nhiên Quốc hội có cơ hội để có thể đưa ra và cái nguồn ngân sách này được hỗ trợ bởi lưỡng đảng và trong đó là nhằm bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ trước đại dịch 19 và đồng thời cứu lại các cái mạng sống trên toàn cầu, ủng hộ cho người dân tại Ukraine và giúp các cộng đồng trên toàn quốc phục hồi sau những cái tai nạn thiên nhiên. Đó là lời phát biểu của giám đốc ngân sách của tòa bạch ốc là Salada John đã đưa ra một lá thư gửi cho bà Nancy Pelosi. Đây được xem là một trong những cái yêu cầu ngân sách mới nhất của chính quyền Joe Biden. Cùng lượt tối ngày hôm qua, sau khi mà có tin cựu Tổng Trump tuyên bố ra tranh cử năm 2024, ông đã tuyên bố là nước Mỹ và người dân Mỹ sẽ quay trở lại. Bản tin mới nhất cho biết cựu tổng thống Trump đã bắt đầu có một cái chiến dịch mới để đối phó với đảng dân chủ đang tìm cách ngăn chặn ông trong việc mà ông ra tranh cử chức tổng thống năm 2024 và tuyên bố vào tối ngày hôm qua trong cái là trong cái điều kiện mà đưa người Mỹ trở lại sự à, vĩ đại và niềm vinh hạnh tôi tối ngày hôm nay loan báo tôi sẽ đã chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ ông Trump đã nói với một đám đông tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào lúc 9 giờ 22 phút giờ của miền Đông Hoa Kỳ và chỉ à, vài ngày sau khi mà có cuộc chấm dứt cái à, cuộc bầu cử giữa mùa và đây không phải là cái chiến dịch tranh cử của tôi mà là chiến dịch tranh cử của tất cả chúng ta bởi vì chỉ có một cái điều mạnh mẽ thì mới có thể đánh bại được tất cả những cái trò tham nhũng và chống lại người dân Hoa Kỳ và sự thật người dân Hoa Kỳ là những người dân tuyệt vời trên trái đất này chúng ta yêu họ và chúng ta sẽ làm việc với họ và chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người đứng chung với nhau chúng ta sẽ đoàn kết và thưa tất cả các à, quý vị à, và những người đã ủng hộ cho tôi nước mỹ sẽ quay trở lại ngay từ bây giờ ông đã bắt đầu phát biểu như trên sau khi mà ông đã điền đơn với lại fec và chúng ta tối ngày hôm nay tuyên bố là sẽ không còn con đường nào khác chúng ta chỉ có con đường này hai năm trước đây chúng ta đã có một đất nước rất tuyệt vời và một quốc gia rất tuyệt vời và nó đã bị chính quyền của Joe Biden và lực lượng cực tả khiến cho đất nước này tan nát và bây giờ chúng ta cần phải chấn chỉnh cái đất nước này. Đây là lời phát biểu mới nhất của cựu Tổng thống Trump đưa ra giữa lúc mà phía đảng Cộng hòa có thể giành lại vị trí ở Hạ viện và trong đó thì đảng Dân Chủ đang có nỗ lực ngăn chặn việc ông ra tranh cử trở lại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của ông Trump ngày hôm nay. Ngược lại thì cô con gái của ông là Ivanka Trump nói rằng là cô không muốn à, dính líu tới chính trị nữa. Ivanka Trump, một trong những cô con gái cân nhất của cựu tổng thống Trump cho biết là sẽ không liên can và không có dính dựa à, hoạt động chính trị sau khi mà thân phụ của cô tối ngày hôm qua loan báo chiến dịch tranh cử năm 2024. Tôi rất là thương à, thân phụ của tôi và trong thời gian này tôi chọn là ưu tiên cho các đứa con trẻ của tôi và một cuộc sống t, à, tư nhân. Chúng tôi đã có một cái gia đình và tôi không có ý định là sẽ tiếp tục tham gia chính trị. Ivanka Trump đã nói với đài truyền hình Fox News và tôi luôn ủng hộ và yêu thương cha thân phụ của tôi và tôi sẽ làm những điều ở bên ngoài chính trị. Tôi rất là vinh dự được người dân Hoa Kỳ và đứng chung với người dân Hoa Kỳ và trước đó là chính quyền của thân phụ tôi. Ivanka Trump, người đã phục vụ trong vai trò một cố vấn không ăn lương dưới thời của cựu tổng thống Trump từ năm 2016 tới năm 2020 đã không có mặt vào tối ngày hôm qua ở Malago trong lúc mà thân phụ của cô đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống tuy nhiên thì à, em trai của cô là Donald Donald Trump Jr cũng à, không có mặt và đang à, hoạt động ở trên cái à, Twitter và ủng hộ cho thân phụ của mình đây được xem là một trong những cái tuyên bố mới nhất của Ivanka Trump ngay sau khi mà cựu tổng thống Trump tuyên bố ra tranh cử năm 2024 cùng một lượt trong ngày hôm nay thì à, bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Arkansas cho biết là lệnh cấm mới về việc mà à, à, chuyển đổi giới tính cho trẻ em cần phải được à, đưa ra để mà bảo vệ cho các trẻ em. Bản tin mới nhất cho biết là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Arkansas, một người của đảng cộng hòa và phó thống đốc của tiểu bang này đã nói lên tiếng và bảo vệ cho lệnh cấm việc mà giải phẫu chuyển giới cho thành phần dưới vị thành niên và đó là một ý nghĩa bảo vệ cho trẻ em phát biểu trong đài truyền hình Fox thì cả hai đều nói rằng chúng ta chỉ có thể muốn bảo vệ cho trẻ em của chúng ta ở tại tiểu bang Arkansas một lần nữa là phải tôn trọng cuộc sống và cái quyết định vĩnh viễn này sẽ thay đổi giới tính của họ và luật này chúng tôi đã thông qua để bảo vệ cho trẻ em và đây cần thiết bảo vệ cho những trẻ em vị thành niên luật này có tên gọi là Save Adolescents from Experimentation đây được xem là một cái luật ban cấm việc mà thực hiện các cái cuộc giải phẫu chuyển giới cho những người dưới 18 tuổi và luật này đã được thông qua bởi nghị viện của tiểu bang và đồng thời được thúc đẩy mạnh mẽ tuy nhiên thì luật này đang bị khởi kiện bởi tổ chức luật sư dân sự là ACLU đây được xem là một trong các luật mới ở tiểu bang Arkansas đã ban hành đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một quan tòa của Florida đã bác bỏ cái đơn kiện nhắm vào thống đốc Ron DeSantis khi mà ông chuyển những di dân bất hợp pháp bằng chuyến bay tới Boston. Một quan tòa tại Florida trong ngày thứ hai đã bác bỏ một đơn kiện nhắm vào thống đốc Ron DeSantis khi mà ông đã sử dụng nguồn ngân quỹ của tiểu bang để mà chuyển những di dân bất hợp pháp từ Texas tới Martha Vineyard vào đầm đây. Trong tháng 9, thì vị thống đốc của Đảng Cộng hòa này xác nhận rằng chính quyền của ông đã gửi các di dân bất hợp pháp từ Texas tới khu vực được xem là giàu có ở tại tiểu bang Massachusetts và một cái đảo tại đây có khoảng 50 người, hầu hết là những người Venezuela đã nằm ở trên đảo và trong đó đã khiến cho cả một số những viên chức ở tại đây lúng túng và đã dẫn tới tình trạng mà họ phải sử dụng luôn cả lực lượng vệ binh quốc gia để chuyển những người này tới một căn cứ quân sự và Thượng nghị sĩ của tiểu bang là Jason Pizzo, một thành viên của đảng Dân Chủ, đã khởi kiện ông Ron DeSantis và các viên chức của tiểu bang trong cái biến chuyển này. Và trong đó thì à, quan tòa đã bác bỏ đơn kiện ngày hôm qua qua thứ hai và trong đó nói rằng đơn kiện này đã không đủ yếu tố để mà có thể đưa ra trên tòa. Đây được xem là một chiến thắng pháp lý mới nhất dành cho ông Ron DeSantis tiếp theo việc mà ông vừa tái thắng cử lại chức thống đốc của tiểu bang Florida với cái tổng số phiếu được xem là thắng xiền đối với đối phương. À, phía quan tài cho biết là họ à, à, họ bác bỏ cái đơn kiện này bởi vì phía nguyên cáo đã không đưa ra đầy đủ yếu tố để mà à, thành hình thành một đơn kiện và được giải quyết trên tòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, à, Bộ trưởng An ninh nội địa ông Alejandro Mayorkas cho biết ông ta không có dự tính từ chức sau khi mà có những cơn khủng hoảng tại biên giới. Bộ trưởng an ninh nội địa của Hoa Kỳ là ông Alejandro Mayorkas trong ngày thứ ba cho biết ông ta không có dự tính từ chức sau khi có hàng loạt những cái chỉ trích về cách mà ông ta đang làm việc ở cái việc là cái cơn khủng hoảng về di trú ở tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Các thành viên là lập pháp của đảng cộng hòa đã áp lực ông Mayorkas sau khi có và yêu cầu ông từ chức sau khi mà có cái cuộc điều trần ở trên cái quỹ ban và đặc trách về an ninh nội địa ở tại Hạ viện. À, à, ông đã có nói chuyện với lại chính quyền và có nghĩ rằng ông phải từ chức trong cái vai trò này hay không đó là câu hỏi của dân biểu Jake à, latuner của đảng cộng hòa tại à, kansas tôi rất hân hạnh những gì mà chúng tôi đã làm và tôi rất là à, tiếp tục à, duy trì cái công việc này đó là lời phá, à, trả lời của ông mao đối với lại à, vị dân biểu trên và tôi không có ý định từ chức. tôi hy vọng rằng sẽ có một cái à, an toàn hơn cho người dân hoa kỳ à, và sẽ có một cái à, giải pháp à, sớm hơn và trong à, cuộc điều trần vào ngày thứ ba à, ngay diễn ra ngay sau khi mà có cái việc từ trần của tư lệnh ngành cảnh à, ngành à, gọi là tuần tra biên giới và quan thuế là Chris Manus và người mà trong ngày 12 tới tháng 11 đã được yêu cầu ông Mayocat là phải từ chức sau khi ông này được mô tả là không có hứng thú trong công việc và cuộc điều trần này diễn ra giữa lúc mà đang có tình trạng báo động về cái gọi là bạo động an ninh nội địa Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng trong ngày hôm nay thì à, tại portland ở tại à, tiểu bang oregon thì à, phía cảnh sát đã từ chối cái yêu cầu của đảng dân chủ trong việc mà ban hành cái luật lệ mới về súng đạn ít nhất là một số những cái văn phòng cảnh sát ở tại oregon cho biết Họ sẽ không thực hiện tất cả những cái loại luật súng mới được ban hành tại tiểu bang này giới hạn về cái khả năng của các băng đạn sau khi mà họ nói rằng đây là một cái hành động được xem là vi phạm trầm trọng vào cái tu chính án số 2. Các cử tri tại Oregon đã bỏ phiếu cho cái đạo luật 114 à, được gọi là Reduction of Gun Violence và trong đó à, trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tây tháng 11 và theo cái là, cái cuộc điều tra gọi là trưng cầu dân ý này thì phải giới hạn và đồng thời sẽ loại trừ ra cả pháp luật các cái loại băng đạn mà có trên 10 viên tương tự như là ở New York và California và các cái nơi tiểu bang do phía đảng nhà chủ kiểm soát. Tuy nhiên thì một số các sarip tức là các cảnh sát ở cái quận hạt ở cái tiểu bang này cho biết họ sẽ không thực thi cái đạo luật này dù rằng nó đã được người dân oregon bỏ phiếu thông qua và nói rằng vấn đề chúng tôi đang đối diện ở đây là cái khả năng của các băng đạn và chứ không phải là vấn đề kiểm tra lai lịch và cái đạo luật này là nó đã vi phạm trầm trọng vào cái tu chính án số 2. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá mạnh của lực lượng công lực tại Oregon ngay sau khi mà phía người dân tại đây đã bỏ phiếu cho cái dự luật Major 114 trong đó là sẽ giới hạn các băng đạn không được quá 10 viên đạn, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là Hoa Kỳ, Indonesia và các quốc gia khác đã ký một cái ngân sách 20 tỷ Mỹ kim để mà có những cái chuyển đổi qua năng lượng sạch. Hoa kỳ Indonesia và các quốc gia đồng minh đã ký một cái thỏa ước à, khoảng 20 tỷ Mỹ kim vào ngày thứ ba ở trong cái group gọi là G20, trong đó sẽ giúp cho Indonesia giảm đi tình trạng lệ thuộc vào than đá và trong cái mục tiêu của thỏa thuận này được gọi là Just Energy Transaction Partnership gọi tắt là JETP, trong đó sẽ giúp cho Indonesia giảm đi tình trạng ô nhiễm và chuyển đổi qua cái năng lượng sạch từ những cái nhiên liệu hóa thạch và cũng như là những nhiên liệu tái chế. Trong đó thì phía Hoa Kỳ và Nhật Bản đã dẫn đầu trong cái thương lượng này và được ký kết bởi Canada, Đan Mạch, Liên Hiệp Âu Châu, Pháp, Đức, Ý, à, Norway tức là Na cũng như là à, Vương quốc Anh. Trong đó thì Indonesia được xem là quốc gia đang tổ chức cái hội nghị G20 là được xem là và có được à, cái nền được, à, sử dụng và và sản xuất than đá lớn hàng thứ ba trên thế giới và trong đó họ đã đầu tư vào ngành than đá với rất nhiều những cái mục tiêu khác nhau và dự tính của Indonesia là tìm cách loại trừ cái nhiên liệu hóa thạch từ đây cho tới năm 2050 và cái mục tiêu này đã sẽ phải giảm cái việc mà gọi ô nhiễm của Indonesia vào mức zero từ đây trong tới 10 năm tới và các quốc gia đồng ý là sẽ hỗ trợ cái ngân sách khoảng 20 tỷ Mỹ Kim để Indonesia giảm dần việc xuất cản và à, à, sử dụng các cái nguồn than đá được xem là nhiên liệu hóa thạch và gây ô nhiễm rất nặng nề cho bầu không khí của khí quyển đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay lại có thêm một chiếc tàu với trên 100 người tị nạn Rohingya đã tiếp cận tới bờ biển của Indonesia. Bản tin từ Indonesia cho biết là trên 100 người hồi giáo Rohingya đã di chuyển bằng một chiếc tàu gỗ ở trên biển của Indonesia và đây là nhóm thứ hai trong vòng vài ngày qua đã đến cái đảo quốc phía bắc của Indonesia thuộc quần đảo Aceh. Nhóm này gồm 61 đàn ông, 36 phụ nữ và 22 trẻ em là sáng ngày thứ tư đã tiếp cận tới khu vực của phía bắc của vùng biển AC, nơi mà được xem là thường xuyên có những tàu ngư dân đánh cá tại đây. Và trong đó họ đã thông báo cho chính quyền địa phương biết và tạm thời giữ lại những người này. Nhóm này gồm 110 người, nhìn rất là yếu ớt và đang có tình trạng đói à, sau khi mà họ tiếp cận được cái khu vực phía bắc của AC vào ngày thứ ba và di chuyển dọc theo cái bờ biển và hiện nay họ đã được à, à, tạm thời cư, cư trú ở tại à, Indonesia. Trong tháng 3 thì cũng đã có 114 người tị nạn Rohingya cũng đã được phát hiện ở trên bờ biển gần ở Indonesia. Hàng trăm người hồi giáo, à, xin lỗi quý vị, hàng trăm ngàn người hồi, hồi giáo Rohingya Muslim tức là những người Rohingya đã phải rời các quốc gia ở Miến điện nơi được xem là đa số là Phật giáo để lánh nạn tại Bangladesh từ tháng 8 năm 2017. Sau sau khi mà chính quyền quân phiệt Miến Điện đã có một cái chiến dịch được xem là bức hại đối với họ và có hành động được xem là à, diệt chủng đối với họ và khiến cho hàng ngàn người đã phải chạy qua khu vực Bangladesh. Và đây là những chiếc tàu tị nạn đầu tiên của Miến Điện đã tiếp cận xuống cái vùng đờ biển của Indonesia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay một bản báo cáo từ Canada cho biết rằng là à, lực lượng PLA và cá nhân của họ đã có mặt trong một cái hội nghị à, quốc tế có tên gọi là à, khoa học quân sự diễn ra vào tháng 10 năm 2021 được tổ chức bởi lực lượng của uh, quân sự của Canada và trong đó bản báo cáo này đã đưa ra phía lực lượng quân sự của Trung Quốc đã gửi tới cái uh, lực lượng gọi là uh, một cái tổ chức gọi là Royal Military College tức là tổ chức về Đại học Quân sự Hoàng gia của Canada vào cuối tháng 9 năm 2021 yêu cầu cho phép một số cá nhân quân sự của họ tham gia vào trong cái uh, phiên họp này của Canada tổ chức dành cho các giới quân sự quốc tế có chung một giá trị về dân chủ. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không phải là quốc gia nằm chung giá trị này, nhưng vẫn có một số những uh, thành phần của họ được tham gia vào cái hội nghị này của uh, lực lượng quân sự của Canada và trong đó diễn ra vài ngày sau khi mà Canada yêu cầu phải trả tự do cho ông Michael Kovrig và ông Michael Spavor uh, sau khi mà ông uh, những người này đã được trả tự do vào ngày 25 tây tháng 9 năm 2021 sau khi bị bắt giữ năm 2019 và bị Trung Quốc cáo buộc tội gọi là làm gián điệp trong lúc mà phía Canada bắt giữ bà Men Guangyu tổng giám đốc của công ty Huawei trước đây. Và việc này diễn ra sau khi mà có cái sự yêu cầu của Quốc hội của Canada là phải giám sát lại tất cả sự hiện diện của lực lượng PLA của Trung Quốc có mặt trên lãnh thổ của Canada. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Canada ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký một cái hiệp ước quản trị lâu dài về cái hệ thống radar của Đài Loan. Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký một cái hiệp ước tỷ giá lên tới 506.27 triệu Mỹ Kim. Trong đó, phía Hoa Kỳ sẽ quản trị chặt chẽ cái hệ thống báo động về radar của đảo quốc này. Thỏa thuận trên là có giá trị khoảng 5 năm 2 tháng. Trong đó thì tất cả những cái hệ thống radar được đặt ở trên các cái đồi núi ở phía bắc của đà, của Đài Loan trong đó thì họ sẽ có cái tầm hoạt động ít nhất là 3.000 km tức là có thể phát hiện được những cái vật thể nào đó mà đi vào trong cái làn sóng radar này ở phía bắc của eo đà, biển đà, 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 đà đà Đài Loan và bao gồm luôn cả và họ có thể phát hiện được một số những cái tàu bè đi lại ở phía bắc của đông Á ở phía của uh, nội địa của Trung Quốc và kể cả cái phần liên quan tới biển của Việt Nam. Và việc mà lắp đặt cái hệ thống này là từ năm 2013 và phía Đài Loan đã chi phí lên tới 40.9 tỷ đài kim. Và theo tường trình cho biết thì Đài Loan đã ký kết với Hoa Kỳ để mà có thể... Uh, quản trị và bảo trì cho cái hệ thống radar này được lắp đặt ở trên các vùng đồ núi cao của Đài Loan và trong đó có thể phát hiện được ở trong cái chu vi khoảng 3.000 dặm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Cộng sản Việt Nam cho rằng việc mà ổn định ở trên khu vực Biển Đông là điều kiện để mà phục hồi kinh tế sau đại dịch sau khi mà có phiên họp quốc hội và những căng thẳng trên biển đông thay vì là đưa quân ra ngoài biển để bảo vệ cho chủ quyền biển đảo gần như là cái quốc hội của cộng sản việt nam một quốc hội bù nhìn đã đưa ra cái uh, gọi là thảo luận về việc mà làm việc với lại những quốc gia xung quanh và đặc biệt với trung quốc để mà gìn giữ cái gọi là an ninh ổn định ở trên biển đông và cho rằng việc này là cần thiết ổn định để mà phục hồi kinh tế sau đại dịch đây được xem là một trong những cái quyết định của Quốc hội Cộng sản Việt Nam ngay sau chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc và à, gặp gỡ với Tập Cận Bình, thì Quốc hội Cộng sản Việt Nam dường như là đã bắt đầu đáp ứng một trong 13 văn bản mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình là để cho phía Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng vùng biển Việt Nam để có thể à, gia tăng các cái hoạt động của họ trên biển đông và trong đó thì phía Quốc hội Cộng sản Việt Nam lại à, đưa ra cái à, quyết định nói rằng sự à, gọi là à, hòa bình của biển Đông là cần thiết để phục hồi nền kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tới phiên các nhà gọi là đầu tư BOT đã gửi kiến nghị lên văn phòng Thủ tướng Cộng sản Việt Nam để yêu cầu đưa ra những cái phương cách để mà giúp cho họ có thể thoát khỏi tình trạng mà người dân đang khiếu nại những cái trạm BOT này đã thu tiền vô tội vạ. Thứ nhất là Bộ giao thông vận tải sẽ phải là đầu mối phối hợp với lại các cái dự án BOT mà họ cho rằng cần phải dây xây dựng thêm những cái hạ tầng cơ sở và thứ hai là phải có bộ kế hoạch đầu tư và bộ tài chính tài trợ tiền cho những cái dự án BOT đi qua các tỉnh và nơi có dự án và những cái vướng mắc cũng như là giải quyết các cái vấn đề gọi là mặt bằng ở tại các khu vực để mà xây dựng các cái trạm BOT và thứ ba là họ yêu cầu là phía nhà nước có thể đảm nhiệm cái việc mà thu mua lại các cái đường xá và các cái trạm bot mà họ đã xây dựng bởi vì người dân đã phản đối việc thu lệ phí một cách vô tội vạ ở tất cả các cái trạm bot này đây được xem là một kiến nghị mới nhất sau khi mà người dân đã bắt đầu có những cái thang phiền bất mãn đối với những công ty đầu tư vào cái bot tức là đầu tư vào tất cả những con đường thu lệ phí đối với người dân đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới việt nam ngày hôm nay toàn bộ báo chí cộng sản Việt Nam đồng loạt đã đăng bài lăng xe tô hồng và ca ngợi chuyến của Nguyễn Xuân Phúc đi tới Thái Lan để tham dự hội nghị APEC và được báo chí ở nhà ở trong Việt Nam biến thành chuyến viếng thăm Thái Lan. Bản tin mới nhất cho biết thì à, Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Thái Lan trong chiều ngày 16 tây tháng 11. Ở trong đó thì ông ta sẽ tham dự cái hội nghị của khối APEC à, được diễn ra tại Bangkok Thái Lan. Tuy nhiên báo chí nhà nước cộng sản Việt Nam đã bắt đầu thổi phòng lăng xe Chuyến đi này và cho rằng đây là chuyến viếng thăm chính thức của Nguyễn Xuân Phúc tới Thái Lan. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã được đón tiếp bởi chính thủ tướng của Thái Lan là ông Reut được xem là nhân vật thân Bắc Kinh và hiện nay thì à, ông ta có mặt ở đây cùng với lại một số lãnh đạo của nhiều quốc gia dọc theo vòng đai Thái Bình Dương à, để mà tham gia vào cái hội nghị chung của khối APEC diễn ra tại Bangkok. Năm nay Bangkok là quốc gia chủ nhà tổ chức cho cái diễn đàn hội nghị APEC của năm 2022. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu tin nhật ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.